2010 cho tới 2018 á, cái năm nào cũng thiên là một hết á, mình không có đổ được. Xin chào mọi người, mình là anh khủng long sensei và các bạn đang đến với chuỗi học cùng người giỏi. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ khách mời ngày hôm nay, đó chính là anh Long Thành, học viên lớn tuổi nhất trong những khách mời mà sensei từng tiếp xúc. Anh Long Thành hiện là cựu học viên lớp tích hợp N106 của Ricky và chúng ta hãy cùng chào đón anh nhé. Rồi, không biết là đầu tiên thì anh Long có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho các bạn trên kênh Nhật ngữ Ricky hiểu hơn về khách mời ngày hôm nay được không ạ? Vâng, chào Sensei, chào các bạn học viên của Ricky. Thì mình tên là Nguyễn Thành Long, năm nay mình 53 tuổi. Thì hiện tại mình đang làm ở một công ty Nhật Bản. Thì công việc của mình là quản lý bộ phận quản lý chất lượng của công ty. Thì mình là học viên của Ricky khóa N106 vừa rồi. Là anh Long có thể bật mí một chút là anh Long năm nay bao nhiêu tuổi cho các bạn đang xem trên kênh Nhật ngữ Ricky biết được không ạ? Năm nay Long Thành 53 tuổi sensei ạ. Thế tính ra là anh Long là bằng tuổi là các vị phụ huynh nhà sensei, nhưng mà cực kỳ là nỗ lực. Thế thật sự là khi mà biết tuổi anh Long là sensei rất là bất ngờ, tại vì là gần như là gần bằng tuổi phụ huynh của sensei nhưng mà lại có trong tay tấm bằng N1 và chinh phục được tiếng Nhật ở một cái mức độ nhất định. Nên em cảm thấy là bản thân sensei cảm thấy rất là ngưỡng mộ là những cái người họ đã có tuổi rồi nhưng mà họ vẫn không từ bỏ cái việc học. Đó, họ vẫn có những cái mục tiêu và thật sự phải gọi là một cái tấm gương để cho các bạn trẻ hiện tại, các bạn Gen Z đã có thể là học tập. Đấy, thì anh Long có thể chia sẻ một chút sâu hơn về cái hành trình mà anh Long đến với tấm bằng N1 được không ạ? Có nghĩa là các bạn ấy sẽ rất là tò mò là anh học sơ cấp trong khoảng thời gian bao lâu, rồi anh học N2, N3 anh chinh phục như thế nào, và từ cái con số 0 cho đến cái mức là N1 thì mình mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu ạ? Xin chia sẻ với anh Sensei và các bạn, thì cái hồi đầu thì khi mà Long vào công ty Nhật đó, thì cái công việc lúc đó là cũng là cái bộ phận quản lý chất lượng đó, thì mình kiểm tra chất lượng sản phẩm đó, thì các cái bản vẽ cũng như là các cái giấy tờ liên quan kiểm tra thì đều bằng tiếng Nhật hết. Thì lúc đó, đó thì nói chung là không biết tiếng Nhật thì công việc nó cũng rất là bất lợi. Thì lúc đó, đó là mới có suy nghĩ là nếu mà mình học được tiếng Nhật đó, thì nó sẽ giúp ích cho công việc rất là nhiều đó, cho nên là quyết tâm đi học tiếng Nhật. Thì công việc thì kết thúc vào khoảng 4 giờ rưỡi á, thì sẽ đi đến trường học và học trong liên tục trong vòng 4 năm, mà mỗi tuần chỉ 3 buổi thôi, một buổi 1 tiếng rưỡi. Đó, thì học trong 4 năm thì lúc đó là thi N2. Rồi năm nó là năm 2000 đó, là lần đầu tiên tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, lúc đó là Long Thành là tham gia thi N1 năm 2000 đó, và đỗ năm đó. Đó, thì sau khi đổi tiếng Nhật vào năm 2002 đó, thì công ty có cử đi tu nghiệp ở bên Nhật thời gian. Đó, thì khi đi tu nghiệp bên Nhật thời gian đó, thì công việc mới đó, thì nó cũng khá bận rộn. Thành ra trong suốt một thời gian khoảng là 10 năm đó, là không có học tiếng Nhật nữa. Cho tới năm 2010 đó, thì là bắt đầu là lại có là ý định là sẽ học thêm lại tiếng Nhật. Mình nâng cái khả năng tiếng Nhật lên đó, thì lúc đó cũng được giao nhiệm vụ mới là để quản lý đó, thì là cái mức độ sử dụng tiếng Nhật nó nhiều hơn, rồi cũng sẽ trao đổi với khách hàng nước ngoài các thứ đó, cho nên quyết định là sẽ học được tiếng Nhật đó. Thì lúc đó thì học đó thì hầu như là thôi cứ là đã sắp là học rồi, như là coi trên mạng rồi đó, rồi với lại cái thời gian học thì cũng có như là mình rảnh nào mình học đó đó. Cho nên là suốt từ năm 2010 cho tới 2018 á, hầu như năm nào cũng thi N1 hết á, mình không có đỗ được. Tức là từ 2010 đến 2015 đến 2018 đúng không? Tức là 2010 là mình bắt đầu tự học N1 chứ mình không có đi học ở trung tâm. Đúng rồi. Và là từ 2010 cho đến 2018 là mình nếu mà kỳ nào mình cũng thi N1 ấy thì tức là mình phải thi 16 lần đúng không anh Long? Cũng gần như thế, tại vì cũng có năm là đi công tác bên Nhật ra, thì cái năm đó không có thi được. Wow, sensei rất là
rất là ấn tượng nha. Nhưng mà thực ra là anh Long là có bằng N2 từ từ năm 2000 rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi ạ. À, tức là cái năm 2000 là Sensei thấy là tiếng Nhật nó còn chưa hot nha. Nó còn chưa chưa được thịnh hành như bây giờ. Thế là mình đến năm 2018 là mình vẫn tiếp tục thi N1 và mình vẫn bị trượt. Thế câu chuyện sau đấy thì như thế nào ạ? Thì lúc đó thì mới có ý định là thôi mình thử thi NAC test coi xem như thế À. nào. Thì thi NAC test thì là đổ trên xe ạ. Đúng rồi, tại vì thật sự là NAT test nó dễ hơn JLPT một chút anh Long ạ. NAT test thì nó dễ thở hơn. Thì cái năng lực mà thi N1 GPT của Long Thành đó, thì lúc nào nó cũng khoảng tầm 85, 88 điểm khoảng khoảng đó. Rất là nhiều đoàn thi cũng À. khoảng khoảng đó. Mình năng lực nó không hầu như không lên. À. Sau khi đổi NAT test xong á, thì cũng có thử sức thi GPT lại 3 lần nữa. Thì cũng khoảng khoảng điểm đó thôi, chứ không có lên được. Thì lúc đó thì trong đầu thì nghĩ chắc là cái năng lực mình tới đó là tới giới hạn rồi, không có lên được nữa. Cuối năm ngoái á, tức là năm 22 đó, thì vô tình là coi trên YouTube á, thì thấy có ảnh sensei dạy về nghe hiểu N2, N3 đó, nghe những cái tiếp á, thấy rất là hay. Để đồng thời nó cũng thấy được cái chỗ sensei dạy đọc hiểu đó, những cái tiếp đọc hiểu đó, rất là hay đó. Thì lúc đó là nghĩ rằng là nếu mà áp dụng theo cái phương pháp các sensei ở Riki dạy đó, thì chắc là khả năng mình sẽ tiến bộ đó. Thành ra mới quyết tâm là cuối năm ngoái đó sẽ đăng ký thi học học GLPT ở N1 ở Riki đó, rồi bắt đầu là học khóa N106 của cuối năm vừa rồi. Thế là vừa rồi mình đã kỳ gần nhất là sau khi học lớp N106 xong thì là Long Thành đi thi đúng không? Và mình có đỗ N1 với số điểm như thế nào ạ? À, thì cũng chia sẻ thêm một tí về cái quá trình học ở Riki. Thì ở Riki có tổ chức những cuộc thi thử đó, Đúng rồi. thì 3 lần liên tiếp đều đạt trên 120 điểm đó, thì cảm Ồ. thấy là có cái sự tiến bộ rồi, biệt là cái môn nghe hiểu của anh sensei là nghe thấy là tiến bộ rất là rõ. Quả nhiên là khi mà thi tháng vừa rồi thì đổ, mặc dù là cái điểm đổ thì nó không bằng bằng cái điểm thi thử, không phải là cái đề thi nó khó hơn là đề thi của Riki đâu, nhưng mà do Long Thành là có cái tâm lý là khi mà mình đi thi á, thì lúc nào cũng có vẻ là nó cũng hồi hộp hơn là thi 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 thử. Đúng Thành ra rồi, rất đúng rồi, điểm ai là cũng thế, đúng rồi. vâng vâng thì do đó là cái điểm nó không đạt như 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 là mình đi thi thử. Ừ, đúng rồi, thật ra sensei cũng bị như thế mà. Bao giờ cũng thấy mình làm thử thì mình rất là tự tin. Nhưng mà đi thi thật nó có rất là nhiều yếu tố, đặc biệt là ảnh hưởng về mặt tâm lý. Đó, là các bạn sẽ bị tụt tụt điểm hơn so với bình thường một chút. À, trong cái quá trình mà anh Long thi, sensei phải gọi là khoảng, cứ mình cứ cho khoảng tầm là 13 lần anh Long đã từng thi N1 đi, đúng không ạ? Thì trong 13 lần thi mà nó cứ loanh quanh ở cái mức là 80 điểm cho đến khoảng 90 điểm đấy. Thì sau mỗi lần thi anh Long có review lại không? Có nghĩa là anh Long có xem xét lại xem là tại sao cái mức điểm của mình nó cứ loanh quanh mãi ở đấy mà nó không thể tăng lên hoặc là vượt qua cái mốc 90 được ấy. Thì anh có bao giờ tự suy nghĩ hoặc là tự review về cái quá trình học đấy không? Hay là mình cứ đơn thuần là mình cứ thi, mình cứ nghĩ là thi đi thi lại nhiều lần thôi? Thì cũng có xem lại cái điểm mà đã đạt được mà khi mà thi đó, thì có cái hai cái điểm mà đọc hiểu với nghe hiểu đó, thì nó kém hơn cái từ vựng thì nó ổn định hơn, nhưng nó không cao lắm nhưng mà nó ổn định đó. Thì biết được là hai cái chỗ là mình là đọc hiểu và nghe hiểu nó yếu đó, nhưng mà khi mà mình ôn mà tự học lại đó, thì nó không có tiến bộ được sensei, nó cũng tầm cái đó thôi. Nhưng mà sau khi mà coi YouTube của anh sensei với Mon sensei đó, thì rõ ràng là cái vấn đề tuổi tác hay là cái gì đó là nó không phải là cái điều quan trọng, mà vấn đề quan trọng là cái phương pháp. Chứ còn mà tuổi tác hay cái gì đó thì cũng không có phải là yếu tố quan trọng đâu. Khi mà Sensei trò chuyện với anh Long thì Sensei nhận ra một điều là Sensei thấy là thứ nhất là anh Long rất là khiêm tốn. Anh Long rất là khiêm tốn. Thứ hai là Sensei thấy là anh Long chia sẻ với các bạn rất là chân thành nha. Có một cái sự chân thành gì đấy trong cái chia sẻ của anh Long ấy, khiến cho là Sensei nghe thấy Sensei cảm thấy rất là hoan hỉ, cảm thấy rất là vui. Và Sensei tin là các bạn đang xem cái video này trên kênh Nhật ngữ Riki thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái bầu không khí đấy. Và Sensei rất là tâm đắc một cái phần anh Long chia sẻ, đó là anh Long vừa mới nói rằng là cái yếu tố tuổi tác thật sự nó không phải là cái rào cản, mà nó cái rào cản của mình là mình phải tìm được đúng một cái phương pháp
và mình có đủ thời gian mình dành cho nó. Thực tế chứng Đúng minh rồi. sensei thấy là những cái người mà họ càng cao tuổi, họ lớn tuổi, mình nghĩ là họ lớn tuổi thì họ học sẽ không nhanh nhạy bằng giới trẻ được, bằng những người trẻ tuổi được. Nhưng thực tế là những cái người họ lãnh đạo cả một cái đất nước, đúng không? Thì họ lại là những cái người rất là lớn tuổi, họ sẽ có những cái trí tuệ. Nhiều khi là mình bị tâm lý đám đông. Nếu mà mình học chung với một lớp mà rất là nhiều các bạn trẻ chỉ tầm khoảng 20 tuổi thôi, nhưng mà mình 50, 60 tuổi, mình cảm thấy rất là lạc lõng, mình cảm thấy là mình không thuộc về cái môi trường đấy, và mình sẽ không thể đánh bại được, hoặc mình không thể theo kịp được các bạn trẻ. Đó, thì anh Long, không biết là anh Long đã bao giờ có cái suy nghĩ như thế chưa? Và bây giờ thì suy nghĩ của anh Long đã thay đổi như thế nào ạ? Vâng, đúng là sensei có chia sẻ là khi mà mình cũng trên 50 rồi đó thì học với chung các bạn mà nhiều khi là với con của mình đó thì đầu tiên là cũng 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 có cái chút cái tự ti là chắc là cái sự mà nhạy bén của nhanh nhạy của mình nó chắc cũng không bằng các bạn đâu, cho nên là đầu tiên là cái chủ trương là nghe sensei giảng rồi mình ghi nhận thôi chứ không không tham gia là trả lời hoặc là comment gì cả đó. Nhưng mà khi mà tham gia rồi đó thì thấy như là giờ của anh sensei đó thì rất là khuyến khích mọi người comment rồi cũng như là tham gia trả lời đó thì tự nhiên cảm thấy là mình trẻ đi đó sensei. À, mình trẻ lên. Vâng, trẻ lên đó thì tham gia thì chắc chắn là trong cái thời gian đó chắc là chẳng ai hiểu biết là Long Thành là trên 50 tuổi đâu. Đúng rồi, thật sự là không biết. Hồi đó là Long Thành lấy cái nickname của thằng con trai là Nhật Nguyễn á, thì sensei hay lên tên á, À, Nhật Nguyễn á, đúng là đúng Nhật Nguyễn á. đúng, sensei Đó nhớ là đó sensei, đúng đúng, sensei đọc tên đó Nhật Nguyễn phải khá là nhiều trên livestream nha. vâng. Thế thì sensei có thể hỏi một câu đúng không? Sensei tò mò lắm. Đó là các bạn hay nói là làm thế nào để có động lực học ấy? Tức là các bạn đi thường nói em rất là muốn học nhưng mà nhiều khi là ngồi bàn học và em thấy không có động lực học. Thì với một cái người mà cái ở cái mức độ tuổi như anh Long ấy, thì anh Long có từng gặp phải tình trạng là ngồi vào bàn học và mất động lực không? Và Thiên muốn hỏi là theo anh Long thì cái động lực học mà giúp người ta có thể duy trì được một khoảng thời gian lâu dài, chứ không phải là cái hứng là tôi hứng lên thì tôi học và tôi không hứng thì tôi đi ngủ. Đấy, thì cái động lực đấy nó đến từ đâu ạ? Tức là nó là một cái yếu tố then chốt như thế nào á? Anh Long có thể chia sẻ với các bạn được không ạ? Cái Long Thành xin mở rộng một chút xíu cái kinh nghiệm mà Long Thành trải qua lúc Long Thành còn đi học đó thì cái thời gian mà đi học đó thì thực sự nó không học online như bây giờ là phải đến trường học thì cái thời gian mà từ công ty đến trường đó thời gian mà đi về đó cộng lại nó còn nhiều hơn cả thời gian mà đi học ở trường nữa. Vâng, thì trong cái thời gian mà đi học đó thì nhiều khi là ở thành phố thì nó cũng đường kẹt xe rồi mưa các thứ đó nhiều khi không đến trường được. Những người ta mong muốn được đi học mà lại không được đi học mà mình được đi học, cái đó là một cái điều may mắn của mình. Thì rõ ràng là cái vấn đề mình đi học là một cái mở mang thêm kiến thức mà mình là được đi học nữa, mình ra một trong những cái đó là một cái động viên để mình động viên mình để mình có cái động lực đi học đó. Cái thứ hai nữa là mình có cái sự mà gọi là hơi hơi cơn đau đong đớn một tí, mình nếu mà mình bỏ nửa chừng đó thì rất là tổn công của mình, nó sẽ không có còn gì nữa đó, cho nên là chỉ có cách là mình duy trì và liên tục đó thì nó mới có kết quả mình ngắn nhất mà nhanh nhất được chứ thôi, còn nếu mình bỏ nửa chừng đó thì nó sẽ không có đạt quả như mình mong muốn, mà thậm chí nó là có rất nhiều người là bỏ nửa chừng đó sensei, rất là ổn. Và những cái suy nghĩ đó mà nó cũng làm cái để mình viên mình nữa sensei đó, thì đó cái là những cái mà kinh nghiệm của Long Thành chia sẻ được rồi mà qua trong cái hiện học của mình. Tức là sensei nhớ đến một cái câu anh Long nói, đó là đã không học thì thôi, đúng không? Tự đã không đun nước thì thôi, nhưng mà đun là phải đun sôi. Thế vậy thì sensei nghe về cái câu chuyện, thật sự là câu chuyện của anh Long khiến sensei khâm phục nha. Câu này phải nói rất là thật. Tại vì nếu mà đặt vào bản thân sensei á, mà thi N1 đến tận lần thứ mười mấy á, mà không đỗ thì thật sự là sensei bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Phải nói là thật sự là khâm phục anh Long ở cái khoản đấy. Và sensei thấy một cái, đó là nhiều khi là không phải là bạn 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 không làm được, hoặc là bạn không có tài năng, mà là bạn chưa làm đủ số lần. Anh Long có thấy như thế không ạ? Tức Đúng đúng là đó. như 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 thế. Thứ nhất là mình phải đủ và thứ hai là phải đúng mới được và phải phải liên tục mới được. Tức là đủ đủ đúng và liên tục, đúng không anh Long? Vâng, đó thì Long Thành cũng nghĩ là tiếng Nhật cũng vậy đó, nó sẽ có một thời điểm nào đó nó có sự chuẩn bị
và nó tiến triển, và lúc nào đó nó sẽ thành cái kết quả tốt cho mình, chứ không thể nào giữa chừng mình nói là mình không thấy kết quả mình ngưng được. Giống như mình trồng muống lúa thì phải tới mùa nó mới gặt được, chứ còn nửa chừng mình đòi gặt lúa thì chắc chắn là không có bông đâu, tại vì nó chưa đủ thời gian để nó làm bông. Vậy Do là đó sensei thấy là là vậy là sensei thấy là gọi là gì ta, cái việc là chúng ta nhiều khi là gần đến đích rồi nhưng mà chúng ta bỏ cuộc đúng không, và anh Long đã làm một cái điều mà sensei thấy rất ít người làm được, đó là không từ bỏ ấy. Sensei thấy là nói cái câu là đừng từ bỏ nó rất là dễ dàng nhưng mà để làm được cái việc đấy nó cực kỳ khó luôn, tại vì không cần là phải đến lần thứ mười mấy như anh Long đâu, mà chỉ cần là các bạn ấy trượt N1 đến tận lần thứ ba thôi là chắc chắn là các bạn ấy sẽ nghĩ rằng là tôi không phù hợp với N1 và tôi N1 không dành cho tôi, và chắc chắn là các bạn ấy sẽ dừng chân ở đấy đó. Thì anh Long làm được một cái điều mà Sensei và Sensei nghĩ là tất cả các bạn trên kênh Nhật Ngữ Riki, các bạn đang xem cái video này, các bạn cũng sẽ rất là được truyền động lực và sẽ phải xem lại cái phương pháp học của mình. Không biết là anh Long có thể bật mí lý do là điều gì trong cái quá trình học mà anh Long ấn tượng nhất khi học lại tại Riki được không ạ? nhờ cái xem trên YouTube, cái chương trình dạy trên YouTube của Ánh Sensei với Mon Sensei đó, làm thành rút ra một cái là cái đặc biệt đầu tiên là cái giáo trình của Riki á rất là cập nhật với tình hình thực tế, rồi giống như cái đề thi của 10 năm trở lại đây đó. Chứ còn mà những cái giáo trình trước đây mà đã từng học đó thì có thể bây giờ nó sẽ không còn phù hợp nữa. Cái thứ hai nữa là cái Sensei dạy đó thì dùng rất là nhiệt huyết, coi như là làm mọi cách để cho học viên hiểu, mà cũng cũng như là cho học viên mà theo kịp với cái tiến độ của mình, cháy hết mình á. Cháy hết mình. Thì thậm chí là khi mà đọc thử rồi đó thì thấy là có giờ bắt đầu có giờ kết thúc đó, nhưng mà bao giờ các thân xe cũng không có ngại là dự thêm cho học viên thêm giờ hoặc những cái câu hỏi mà các bạn có thắc mắc đó, là cố gắng là giải thích thêm cho các bạn. Những cái đó là Long Thành thấy là rất là ấn tượng, cái sự mà tình cảm truyền lửa cho học viên rất là tốt. Thì đó là một trong những cái mà Long Thành ấn tượng, là không phải chỉ các sensei đứng trực tiếp dạy không đâu, mà các sensei mà từ cái chỗ mình tư vấn á, để mà tham gia học như thế nào cũng nhiệt tình tư vấn, rồi cũng như là các sensei trợ giảng đó cũng tích cực là gửi bài cũng như nhắc nhở làm bài tập các thứ đó, thì một những cái đó là Long Thành cũng thấy là cái sự chuyên nghiệp rất là cao, mà trước đây là học những chỗ khác thì chưa có được như vậy. Tức là trước đấy là cũng đã học qua một vài nơi rồi, sau đấy là mới đến Riki, chứ không phải là Riki là trung tâm tiếng Nhật duy nhất mà anh Long học đúng không ạ? Vâng, trước đây đó thì tới N2 đó, này có chia sẻ với Sensei đó, cũng học nhiều chỗ như là bên Đại học Xã hội Nhân văn của thành phố Hồ Chí Minh, rồi cũng như là trường trường Nhật ngữ Đông Du, cho tới thi N2 đó. Vâng, có hai chỗ đó. Sensei thấy là có rất nhiều bạn hiện tại trên kênh Nhật Ngữ Riki, các bạn đấy gặp vấn đề với việc sắp xếp thời gian học. Hầu như tệp học viên của Riki sẽ là các bạn vừa học vừa làm, chứ không phải là chỉ học không thôi. Tức là cái tệp sinh viên đại học nó cũng khá là ít, hầu như sẽ là người đi làm. Thế thì làm thế nào để có thể sắp xếp được cái thời gian học? Thì không biết là anh Long có thể chia sẻ cách mà anh Long đã và đang sắp xếp thời gian học hiệu quả cho các bạn cùng tham khảo được không ạ? À, thì cũng chia sẻ một tí về cái thời gian học. Thứ nhất là cái môn mà nghe hiểu đi, thì cái môn này đó thì coi như là Long Thành là sử dụng mọi thời gian mình có thể có để mình nghe. À, ví dụ như trên đường đi làm á, đang chạy xe đó vẫn cắm tai nghe để nghe, kể cả đàm thoại cũng vậy nữa, là đàm thoại trên Soundwin Win á thì cũng vậy nữa, cũng nghe máy nói rồi mình nói lại, coi như là trên đường mà tận dụng trên đường từ nhà tới công ty, cũng như là từ công ty trở về nhà đều là sử dụng thời gian đó hết. Kể cả tới việc mà đi bên này mày nghỉ mà đi thể dục ở công viên cũng vậy, nó đeo tai nghe mà vừa đi vừa nghe vậy đó. Tức là Vâng, nghe mọi lúc mọi nơi đấy đúng không? đúng 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 rồi, nghĩa là nghe thời mọi lúc gian mọi mà nơi mình luôn. có là mình nghe. Rồi kể cả thí dụ ở nhà mà có giúp vợ làm việc nhà đó, thì cũng cũng làm cách đó. Sensei thấy là cái về cái phương pháp nghe mà anh Long chia sẻ, thì Sensei khi mà Sensei nghe anh Long luyện nghe như vậy, Sensei khá là bất ngờ. Tại Sensei thấy là anh Long thật sự là tận dụng triệt để luôn, và giống như mọi người nói đó, là nếu như mà bạn muốn thì bạn thật sự sẽ tìm cách, còn nếu mà bạn không thật sự muốn thì bạn sẽ tìm lý do. Nhưng mà anh Long đang thật sự là anh Long tìm cách ấy, và anh Long nghe nhiều đến mức là anh Long nghe không biết chán luôn đấy, đúng không? Vâng, Ok, rồi anh Long có thể chia sẻ tiếp về phần đọc hiểu cho các bạn, được không ạ? nói chung là cái chỗ này là cái cần có thời gian nhiều nhất được hiểu, tại vì thứ nhất là phải cần thời gian, và thứ hai là cần cái ngôi trường yên tĩnh đó để mà mình đọc hiểu. Cái thời gian đọc hiểu của Long Thành thì đa số là diễn ra vào lúc sau khi tan việc ở công ty đó,
thì ngồi lại ở công ty khoảng 1 giờ đó, thì giống như Mon Sensei có chia sẻ cái cách thức đó là mình cứ tiếp xúc nhiều với đọc hiểu đi, rồi mình sẽ từ từ nó sẽ thấm vào người mình, nó sẽ giỏi lên. Mọi người nên cố gắng là một ngày xúc một bài đọc hiểu thì cũng được, ví dụ như luận văn cũng được, chung văn cũng được, nếu có thời gian làm trường văn càng tốt, mà cứ tiếp xúc mỗi ngày đi thì chắc chắn là mình sẽ giỏi lên. Cái này thì Long Thành cũng liên tưởng tới cái vấn đề giống như là ở đây mình chắc là ai cũng biết cái bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, cũng như là cái bài Được. quốc ca đúng không, Đúng 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 ai cũng ạ. biết thì ai cũng biết và ai cũng có thể hát được, và lý do tại sao là tại vì từ bé mình đã tiếp xúc cái bài đó rồi, mình hát được nhiều lần rồi, tới lúc mà bây giờ nó đã quen quá rồi, nó thấm trong người mình rồi, bây giờ là có thể là 10 năm sau mình hát lại vẫn hát được, có nghĩa là mình đã đủ thời gian để nó thấm rồi. Thì Lâm mình cũng tâm niệm như vậy đó, thì nếu mà cái đọc giải như vậy đó, nếu mình học giống như phương pháp Mon Sensei nói là cứ học nhiều đi nó sẽ giỏi đó, thì chắc chắn là sẽ có kết quả như vậy. Vấn đề là mọi người có đủ sự kiên trì trong cái quá trình lặp đi lặp lại đấy không, đúng không? Em thấy là Vâng, Sensei đúng thấy là rồi. cái kiên trì đấy nó là quan trọng nhất, tại vì cùng anh cũng biết phương pháp, tôi cũng biết phương pháp, nhưng mà anh làm được 100 ngày còn tôi chỉ làm được 10 ngày thôi là tôi đã sốt ruột và tôi muốn thấy được cái hiệu quả luôn, tôi muốn thấy được cái hiệu quả ngay. Thì như hồi nãy có chia sẻ với Sensei đó là Long Thành học tới 13 năm mới đổi N1 đó, Ồ, học 13 năm nhưng mới đỗ mà N1. vâng, nhưng mà trong 13 năm đó đó, thực sự là bây giờ Long Thành rút bớt ra là thời gian đó mình học không đúng phương pháp, như là không đủ thời gian, lúc đó là cái đó mình chỉ có khi nào mình rảnh rỗi mình học thôi, chứ mình không có đặt cái là theo cái thỏa biểu học mỗi ngày đó. Còn bây giờ là cũng cũng là học đó, nhưng mà học ở Riki có 6 tháng thôi là có tiến bộ rõ ràng và thật ra được rồi. Do đó là cũng muốn là chia sẻ thêm cho các bạn nó biết là giữa mười mấy năm và 6 tháng cái thời gian nó là rất là lớn. Do đó là rút kết là ngoài cái kiên trì ra thì cái vấn đề là phương pháp, như là cái thời gian mình đầu tư cho học đó nó đủ đi đó, thì chắc chắn nó sẽ rút ngắn thời gian cho mình rất là nhiều. Ừ, thế anh Long có thể bật mí một cái phương pháp mà ngày xưa 13 năm trước anh Long theo cái phương pháp đấy mà anh Long nghĩ là nó đúng hoặc là nó ok, nhưng mà bây giờ anh Long lại thấy là à hóa ra ngày đấy cái phương pháp của mình là sai, thì anh Long có thể bật mí một phương pháp trong cái sai lầm đấy thì là gì cho các bạn. Tại vì Sensei tò mò là có thể nhiều bạn hiện tại cũng đang đi vào cái con đường sai lầm đó nhưng mà nó không nhận ra là nó đang không thật sự phù hợp với mình á. Thì cái đúng cái sai là do cái chủ quan mình nhận xét thôi, chứ nó sẽ không có cái khách quan, thì cái những cái khuyết điểm của mình thân mình sẽ không thấy, người ta sẽ thấy được. Do đó là theo Long Thành nghĩ là nên học ở trường có sensei chỉ thì nó sẽ đúng hơn, tại vì khi mình làm sai thì sensei sẽ thấy những cái điểm sai của mình để mà bằng cách chấm điểm hoặc là một giải bài hoặc là sửa chữa bài cho mình đó, thì mình thấy được cái đó để mình rút kinh nghiệm để mình sửa liền. Chứ còn nếu mà mình tự học đó thì mình sẽ không biết được cái điểm yếu của mình và cái điểm sai của mình. Sự tập luyện như là cái phương pháp đúng đó, và cần nhất là phải có học có sensei để mà chia sẻ chỉ đạo cho mình những cái điểm mà mình chưa tốt đó, thì mức độ tiến bộ nó sẽ nhanh hơn. Đúc kết từ kinh nghiệm bản thân Long Thành đó thì 13 năm tự học với lại 6 tháng học của Riki đó, kết quả nó khác hoàn toàn. Thế là nếu mà gặp Ricky sớm hơn 13 năm trước thì câu chuyện theo anh Long là nó có khác hơn không ạ? Chắc chắn là sẽ khác sensei. Ừ. À, 13 năm trước mà gọi rõ ràng là cái lúc đó cái sức khỏe mình với là cái nhiệt huyết mình chắc chắn là nó còn tốt hơn bây giờ nữa, chắc nghĩ là kết quả nó cũng sẽ rất là tốt, chứ không có xấu được đâu. Anh Long có thể bật mí thêm cho các bạn về cách mà anh Long chinh phục hoặc là phương pháp mà anh Long đã dùng đối với các bộ môn từ vựng và ngữ pháp được không ạ? Riêng cái từ vựng và ngữ pháp á, cái chỗ là mình phải đi học lại thôi, cái từ đơn nó mình sẽ khó nhớ hơn là cái từ mà mình sử dụng trong câu, khi mình nhớ được cái từ đó rồi mình áp dụng thêm một câu ví dụ kèm theo nữa thì nó dễ nhớ hơn, mà dù như thế thì cũng vậy, nó cũng phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần thì mới nhớ được, cứ đủ thời gian thì chắc chắn nó sẽ thấm người mình rồi nó sẽ nhớ thôi, chứ còn không thể nào là một đốt cháy giai đoạn là học một lần nhớ luôn thì chắc không có được. Thế thì Sensei tò mò một cái điều là cái quá trình anh Long học tiếng Nhật đến thời điểm hiện tại thì tính ra là được khoảng bao nhiêu năm rồi anh ha? Bắt đầu học năm 1996 sensei. Ồ, 1996 đến 2023 thì là bao nhiêu năm nhỉ? Mọi người tính cho Sensei. Vậy là 27 năm. 27 năm, nhưng mà có 10 năm là sau khi N2 xong thì
cũng khoảng 10 năm thì mình ngưng một thời gian đó, Mình thì ngưng đúng không? học lại gọi là 17 năm. Thế thì cái sensei tò mò là tức là trong cái quá trình anh Long học tiếng Nhật 17 năm như vậy thì một cái điều mà anh Long tâm đắc nhất và anh Long thấy là thông qua cái việc học tiếng Nhật đấy mà bản thân mình trưởng thành hơn hoặc là bản thân mình đã nhận ra được một cái chân lý nào đấy. Cái thứ nhất là thì nhờ tiếng Nhật mình công việc mình nó thăng tiến hơn. Do cái thứ hai là cái vấn đề mà giao lưu văn hóa sensei, thì không phải là mình học tiếng Nhật không đâu, mà mấy cái khách hàng của bên mình đó, giống như là khách hàng từ Đài Loan, khách hàng Thái Lan hoặc là khách hàng từ Malaysia đó, thì họ cũng sử dụng tiếng Nhật nữa, tại làm việc với công ty Nhật họ sử dụng tiếng Nhật nữa. Do đó là mình có thể trao đổi với người Thái Lan hoặc là người Malaysia hoặc người Đài Loan bị tiếng Nhật. Đó thì nó cũng, cũng thông cái đó thì cũng biết được cái văn hóa các nước khác thông tiếng Nhật. Ở trên YouTube đó thì có rất là nhiều cái chương trình mà người ta nói về cái vấn đề mà tâm lý cũng như là về cái cách sinh sống của người Nhật đó, thì có rất là nhiều cái bài học mà mình cảm thấy rất là hay đó. À, tức Thì là mà bây giờ mình có cái năng lực tiếng Nhật là mình nghe mình sẽ hiểu được đúng không ạ anh? mình cứ thử sức đi rồi chắc chắn nó sẽ có kết quả tốt, chứ còn mình không có thử sức, không có làm gì hết thì chắc chắn sẽ không có cái gì để được được hết. Sensei thấy là cái câu chuyện này rất là ý nghĩa và từ cái câu chuyện này thì các bạn có thể hiểu ra được cái thông điệp mà anh Long đang muốn truyền tải. Thế thì để kết thúc lại chiếc video học cùng người giỏi khá là dài này rồi thì không biết anh Long có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn học viên của Ricky cũng như là các bạn mà đang trên cái con đường bắt đầu chinh phục N2, N3, N1 trên con đường sắp tới được không ạ? Nói chung là Long Thành không dám nhận là mình người giỏi đâu, nhưng mà thì cũng có một chút kiên trì đó. Nhưng mà thật sự mà xem lại cái thời gian mình đã đi qua đó, thì cái kiên trì của mình thì nó cũng tốt đó, nhưng mà cái quan trọng hơn là cái phương pháp đúng và học phải liên tục và phải học đúng thì nó mới kết quả. Chứ các bạn mà nếu mà học mà nửa chừng mà các bạn mà ngưng đó thì các bạn sẽ rất là khó mà học lại được. Do đó là các bạn phải học liên tục, thì giống như nãy chia sẻ là đun nước sôi đó, phải đun đổ một chén đậu và liên tục mới được. Anh Long và bài học về việc đun nước sôi. Sensei nghĩ là các bạn học viên của Ricky sẽ rất là nhớ về điều này. Anh Long hãy gửi một lời chúc đến các bạn học viên trên kênh Nhật ngữ Ricky nhé, được không ạ? Thì bây giờ cái mạng xã hội nó cũng thu hút rất là nhiều giới trẻ để mà tham gia mạng xã hội đó, thì Long Thành nghĩ là các bạn bớt được cái thời gian mà tham gia mạng xã hội đó đi thì dành cái thời gian đó để học thì rất là tốt. Tại vì theo cái thống kê mà Long Thành biết được đó, là có những người mà có thể dùng một ngày là 2 giờ, thậm chí có người 4 giờ để mà mình coi trên 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 Facebook cũng như là các mạng xã hội khác đó. Mà người ta tính ta nếu mà cái thời gian đó mà trong 10 năm đó người đó dùng để học đó thì có thể tốt nghiệp hai bằng đại học rồi. Do đó là khuyên các bạn là nên là mình sẽ hạn chế cái mạng xã hội đi, tại vì thực sự mạng xã hội đó có những điểm tốt đó, nhưng mà những có điểm nó không tốt lắm đâu. Những cái mà nó người ta giống như người ta phê phán nhau, người ta lừa lọc nhau cũng có, cho nó rất là nhiều đó. Do đó thì mình nên chọn lọc lại những cái đề tài mình xem, những nào cần thiết cho mình, những cái giải trí thôi. Còn những cái mà ngoài lề thì mình không nên dùng quá nhiều thời gian đó. Mình dùng thời gian đó để mình học thì chắc chắn là cái thời gian đó nó sẽ giúp ích cho mình, nó trưởng thành cho mình. Chứ còn nếu mà mình tham gia những mạng xã hội khác đó thì cái thời gian đó mình giống như mình phung phí đi, nó rất là ổn. Tại vì mọi người đều có một ngày 24 giờ giống nhau thôi. Cái người thành công hay không đó thì do mình biết có thời gian mình có thôi, chứ còn không thể là người thành công là ta có nhiều thời gian hơn mình. Sensei hoàn toàn đồng ý với cái câu chuyện là các bạn đang bị lạm dụng mạng xã hội quá nhiều như anh Long chia sẻ đó. Thì thật sự là thay mặt các bạn học viên trên kênh Nhật ngữ Ricky đó và Sensei hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Long vì đã dành thời gian tham gia chuỗi video này và anh Long có những cái chia sẻ rất là thật và Sensei cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là cái sự nhiệt huyết của anh Long trong việc là chia sẻ lại cái câu chuyện của mình và mong rằng cái câu chuyện của bản thân mình sẽ giúp ích được cho rất nhiều các bạn học viên ngoài kia đang gặp phải tình trạng tương tự hoặc đang cảm thấy mất động lực hoặc đang cảm thấy bản thân mình có thật sự phù hợp với tiếng Nhật không? Có phải mình thật sự là một người kém cỏi không? Sau khi nghe video này thì sẽ cảm thấy có nhiều động lực hơn.
hôm nay dành một lời cảm ơn chân thành đến anh Long bởi vì đã tham gia buổi ngày hôm nay. Và mọi người ơi, nếu như mà mọi người cảm thấy thích video này thì đừng quên nhấn like và để lại bình luận ở dưới phần comment cho Sensei biết là mọi người muốn Sensei mời tiếp theo những vị khách mời như thế nào để tham gia chia sẻ nhé. Và anh Long có thể chào tạm biệt các bạn trên kênh Nhật ngữ Ricky được không ạ? Vâng, thì cũng đôi lời chia sẻ với các bạn, thì cũng chúc các bạn là có nhiều động lực, nhiều sự cố gắng cũng nhiều sự kiên trì để học, thì chắc chắn là cái thời gian các bạn kiên trì, các bạn đầu tư đúng và đủ cho tiếng Nhật là chắc chắn các bạn sẽ có kết quả tốt. Giống như mình trồng cây mà mình chăm sóc tốt thì chắc chắn là sẽ sinh hoa kết quả tốt. Thì chúc các bạn có nhiều động lực để học tốt. Xin chào các bạn ạ. Rồi, cảm ơn anh Long. Rồi mình kết thúc phỏng vấn tại đây.